Đúng rồi mọi người, cái lúc chớp 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 nháy mình thấy rõ ràng có cái gì đó đứng ngay cái chuông gió mọi người. Hi, xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã đến với channel của mình và mình là Roma Vlog đây. Nếu như mọi người đã xem video vừa rồi, mình cũng đã thực hiện một nghi thức gọi hồn ma đói bằng những bát cơm trắng mọi người. Và mình cũng đã gặp được hai linh hồn với hình thù trên khuôn mặt rất là kỳ dị mọi người. Quay trở về video tối nay, mình sẽ trải nghiệm một điều liên quan tới ma quỷ trong tháng 7 âm lịch này. Mọi người cũng biết là hiện tại chúng ta đang vừa mới bắt đầu vào tháng cô hồn. Cửa địa ngục cũng đã được mở ra và các vong linh cũng đã được đi lên trần gian này. Và có một món vật mà tối nay mình sẽ thực hiện nó có liên quan tới những tin đồn về ma quỷ. Đó chính là chuông gió. Và mọi người cũng biết là chuông gió nó có rất nhiều tin đồn liên quan tới ma quỷ. Ví dụ như là treo chuông gió trước nhà thì rất dễ bị ma quỷ tác động vào cái chuông gió đó để tạo ra những cái tiếng động mọi người. Cho nên tối nay mình sẽ dùng một cái chuông gió để trải nghiệm xem là những tin đồn đó là như thế nào. Và tối nay mọi thứ sẽ có chuyện gì xảy ra hay không? Thì mời tất cả mọi người cùng đón xem video tối nay nhé. Trước khi xem video này mọi người hãy nhớ like video, đăng ký kênh như là ấn vào cái chuông để nhận được những thông báo mới nhất từ Roma Vlog nhé mọi người. Mình cảm ơn tất cả mọi người rất nhiều ạ. Cảm ơn mọi người. Còn bây giờ thì mời tất cả mọi người cùng đón xem video tối nay nhé. Ok mọi người, đây chính là cái chuông gió mà mình thực hiện cho nghi thức tối nay. Đường này chính là cổng chính để đi vào bên trong cái khu vực chùa hang này mọi người. Và mình cũng đã mở toang hai cánh cửa ra mọi người ạ. Mình sẽ đặt một cái chuông gió ở đây. Mình sẽ treo nó ở đây mọi người. Và ở bên dưới này, mình sẽ thực hiện một bàn nghi thức để mà tăng cái tỷ lệ thành công cho cái điều trải nghiệm cấm kỵ này của mình là treo chuông gió trước cửa nhà vào lúc nửa đêm. Thì mình sẽ thực hiện kèm theo một nghi thức gọi là nghi thức cầu hồn để mà tăng cái tỷ lệ thành công cho cái điều cấm kỵ này. Bây giờ thì mình sẽ bắt đầu thắp hương và thực hiện cho nghi thức như mọi người nhé. Hiện tại chó sủa rất nhiều mọi người. Ở đây thì mình có chuẩn bị thêm một cái đèn lưu ly. Tại sao lại có đèn lưu ly mọi người? Mọi người biết á, phía trên đầu mình đây đó chính là một cái chuông gió. Mình đã treo ở ngay trước cửa chánh diện cái nơi đi vào bên trong chùa. Thì khi á, gió nó thổi vào chuông gió thì mình sẽ tưởng lầm đó là linh hồn thì sao? Cho nên lý do có cái đèn lưu ly ở đây mọi người. Mình sẽ không mở mắt âm dương mọi người nhé. Vì mình muốn là cái trải nghiệm của mình nó phải giống như là một người bình thường mọi người. Cho nên mình sẽ không mở con mắt âm dương. Mình chỉ làm phép đèn lưu ly thôi. Vì nếu như chuông gió kêu lên vì có ma, đèn lưu ly nó sẽ báo hiệu cho chúng ta biết mọi người. Thì bây giờ mình sẽ cho mọi người xem lại một lần nữa. Đây chính là đèn lưu ly nhé. Bây giờ mình sẽ đặt đèn lưu ly ở đây đi. Ok mọi người, bây giờ mình sẽ bắt đầu thắp hương lên để thực hiện cho nghi thức nha. Dạ
Do là cửa địa ngục được mở ra, người ta đi lên trần gian rất nhiều. Cho về việc mà chó tự nhiên ban đêm nó sủa ngoài đường đó mọi người, đó cũng là một điều dễ hiểu thôi mọi người. Xin phép mọi người mình được bắt đầu nha. Bây giờ mình sẽ bắt đầu thực hiện làm phép đèn lưu ly nha mọi người nha. Do là mình sẽ không mở con mắt âm dương, cho nên đèn lưu ly là thứ mình sẽ rất cần cho cái nghi thức tối nay. Ok mọi người, bây giờ mình sẽ chưa đọc. Bây giờ mình sẽ chưa đọc chú. Bây giờ mình sẽ chưa đọc chú cầu hồn ngay bây giờ đó mọi người. Mình sẽ dời máy vào bên trong. Sau đó mình sẽ đọc chú gọi hồn nhé. Tự nhiên chó sủa khá nhiều mọi người. Ok mọi người, mình cũng đã đặt camera bên trong để mà có thể giám sát được chuyển động của cái chuồng gió, và cũng như là nếu như có sự biến đổi nào ở bên trên bàn nghi thức của mình thì camera sẽ ghi lại được mọi người. Bây giờ mình sẽ bắt đầu đọc chú cầu hồn, và sau đó là chúng ta sẽ chờ đợi như mọi người nha. Nãy giờ mình nghe chó sủa rất nhiều mọi người. Có thể là có những linh hồn đang lang thang ở ngay cái đoạn đường xung quanh ngôi chùa này. Bây giờ mình xin được phép bắt đầu nha.
Mình cũng đã đọc bài chú cầu hồn xong rồi mọi người. Bây giờ chúng ta sẽ chờ đợi nha mọi người nha. Mọi người biết ngày xưa, riêng về gia đình của mình, mẹ mẹ của mình đó mọi người, rất là sợ chuông gió. Vì mẹ mình nói là treo chuông gió trước cửa nhà thì sẽ có ma. Vì ngày xưa lúc mà chị của mình sinh nhật chị của mình á, thì những người bạn cùng lớp của chị mình có tặng một cái chuông gió ngày xưa hay tặng xà bông rồi chuông gió rồi vòng tay đan á mọi người, vòng tay đan á. Thì trong số đó có một cái chuông gió, mình còn nhớ là chuông gió có hình con sò con này con kia á mọi người. Thì mẹ của mình không có cho chị hai mình treo lên. Và chị hai mình có hỏi là lý do tại sao lại không được treo lên, thì mẹ mình nói là treo chuông gió trước cửa nhà thì sẽ có ma mọi người ạ. Và đây là cái chuông gió kim cang vọng lưu cát mà mình đã lấy ở trên thầy về mọi người khá lâu rồi. Lúc trước mình dùng để mà có thể trò chuyện với lại thầy Hùng mọi người. Ở xung quanh cái chuông gió thì nó sẽ có 5 cái chuông kim cang. Nó sẽ có 5 cái chuông kim cang mọi người. Và có gồm 5 cái đồng tiền, đồng kim tiền đó mọi người, và một đồng kim tiền lớn. Thì bây giờ chúng ta sẽ chờ đợi nha mọi người nha. Do mình không mở mắt âm dương cho nên mình sẽ tập trung. Mình quan sát đèn lưu ly. Nếu như có sự biến đổi và mình có nghe được cái gì ở trên cái chuông gió thì chúng ta sẽ tính tiếp nhé. Ok mọi người, bây giờ chúng ta chờ đợi nhé. Có gì mình sẽ tua nhanh lên. Ok mọi người. Hiện tại mình vẫn chưa thấy có gì xảy ra hết mọi người. Chúng ta sẽ chờ thêm nhé. Mọi người xem cái đèn lưu ly kìa. Mình sẽ bật cái chức năng hồng ngoại lên để mình và tất cả mọi người chúng ta cùng nhau quan sát nha. Lên cái nó tắt rồi mọi người. Nhưng mà
Trong cái lúc chớp nháy hồng ngoại mình thấy có cái gì đó mọi người. Trời ơi. Đúng rồi mọi người. Cái lúc chớp 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 nháy mình thấy rõ ràng. Có cái gì đó đứng ngay cái chuông gió mọi người. Xong mà mình bật lên. Đó. Nó cứ tự động tắt không à mọi người. Lúc này rõ ràng tuy là cái máy mình bật hồng ngoại lên cái nó tự động nó tắt, mình bật lên cái tự động nó tắt, nhưng mà lúc nãy mình thấy rõ ràng có một cái hình thù gì đó đứng tại đây nè mọi người, đứng tại đây nè. Do là mình muốn trải nghiệm như là một người bình thường cho nên mình không mở con mắt âm dương mọi người. Lúc nãy tự nhiên chuông gió nó reo lên mà đèn lu li thì nó chớp 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 vậy nè mọi người này. Có thể là chú cầu hồn của mình hoặc là chuông gió đã vô tình dẫn một linh hồn tới đây mọi người ạ. Ok mọi người, chắc bây giờ mình sẽ tạm dừng video ở đây. Mình cũng đã trải nghiệm điều cấm kỵ không treo chuông gió trước cửa nhà vào lúc nửa đêm cho tất cả mọi người xem rồi. Có gì về nhà mình sẽ nói chuyện với mọi người nhiều hơn nhé. Cảm ơn tất cả mọi người. Bây giờ sẽ dọn dẹp máy móc để mà đi về nhé mọi người nha. Tự nhiên mình nghe chó sủa mọi người. Mình xin chào. Mình xin chào và hẹn gặp lại tất cả mọi người nhé. Ủa, cái máy nó bật hồng ngoại lên lại, lên lại nè. Để mình xem lại nha mọi người nha. Cảm ơn tất cả mọi người rất nhiều vì đã xem video của mình. Cảm ơn mọi người. Để bây giờ mình xem lại cái video mọi người ạ. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả mọi người.